Mày bị dư vitamin D hả? Hay là mày mọc răng, mọc răng gì nhanh với con? Bây giờ răng nhiều quá. Giờ ngu chưa, quái xong với cái ấy kìa. Sợ nhảy sợ chưa? Ừ, ngu lắm. Đứng mà coi bị nha. Này. Này chữ bò đã đứng hả? Cười. Ui, xấu quá. Cái gì thấy mà nhảy nhu quá. Cái gì thấy mà nhảy xấu quá. Em ơi, mày ơi. Mày ơi, thả tay ra ngã đó nha. Tự ngồi được là tự viện nha. Có ai làm gì thì có ai làm gì. Có ai làm gì. Vẫn giữ cân bằng. Viện để không chịu thả ra kìa. Kinh chưa, đang nghiên cứu làm nào thì đứng lên đấy. Kinh chưa. Nhiều răng quá. Lắc lư đâu, em muốn nào. Em muốn nào, để mình nói cho mà nghe, mau lên. Để mình nói cho mà nghe, năm nay mình đang còn trẻ, mau lên kìa. Xuân đã đến rồi, mình lại muốn đi chơi. Mau lên. Em muốn này, muốn à. Tinh tinh là tinh chát. Tinh tinh là tinh, mà ngồi đây mà thích. Đang ngồi đây mà thích đấy. Sợ ngã nhưng vẫn gì đó.